tục đến với nội dung phim Chu Tiên. Trong video trước, Lục Tuyết Kỳ đã bị nữ nhân ma giáo phía bên kia khống chế tại một chỗ. Tiểu Phàm thấy sư tỷ gặp nguy hiểm liền nhanh chóng tiến lên giải cứu. Tuy nhiên, đã bị Dã Cầu ngăn cản lại. Hắn ta đạp một cú vào lưng Tiểu Phàm khiến cậu choáng váng. Tình thế hiện tại chính là một đánh ba, vậy nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc. Lục Tuyết Kỳ nhắc nhở cậu mau chóng giết trừ yêu nhân, cứ mắc kệ nàng. Trương Tiểu Phàm đâu nghe lời, cậu ném ra thiêu hỏa côn rồi lao lên cân hay. Tay đấm chân đá kịch liệt, sau đó tranh thủ ném ra pháp bảo giải cứu được Lục Tuyết Kỳ. Vừa mới thoát ra, nàng ta liền tung chiêu đánh xuống bên dưới vô số kiếm ảnh, hai người bên kia nhanh chóng tránh né. Mọi thứ bây giờ đều bị cát bụi che tầm nhìn, rất thích hợp để tấn công bất ngờ. Cho nên, Niên Lão Đại lập tức nhân cơ hội đó tấn công phủ đầu buộc hai người phải tách ra. Sau đó, lão lao tới đánh nhau với Tiểu Phàm. Còn Lục Tuyết Kỳ bị nữ nhân bên kia đánh úp, à ta không phải đối thủ nên nhanh chóng bị đẩy lùi. Dã Cầu nhanh chóng thế thân, gã ta vung kiếm chém liên hồi và nhưng kết quả vẫn chịu thua thiệt. Niên Lão Đại ở bên kia cũng vậy, cảm thấy kèo này khó hơn dự kiến, cho nên Niên Lão Đại buộc phải sử dụng ra yêu thuật. Lão chủ động đưa tay ra móc một con mắt. Nhân cơ hội yêu thuật chưa thi triển xong, Lục Tuyết Kỳ lập tức lao lên tấn công. Đáng tiếc là vẫn chậm một bước, lão tung chiêu xích ma nhãn ngăn cản, đẩy lui nàng về sau. Vũ khí trên tay cũng bị áp chế, không kịp để cho hai người có cơ hội nghỉ ngơi. Lão ta lại tiếp tục tung chiêu, dự định dùng hai người huyết tế xích ma nhãn. Trong lúc nguy hiểm, Trương Tiểu Phàm đã kịp thời ngăn cản, giải cứu thành công mỹ nhân. Thậm chí còn hóa giải công kích của Niên Lão Đại. Điều này làm cho lão ta vô cùng bất ngờ, không ngờ cây gậy đó lại có thể khắc chế xích ma nhãn. Lúc này Lục Tuyết Kỳ đã bị thương nặng, thân thể lảo đảo, mà thanh kiếm thiên sai cũng bị lão áp chế, cho nên nàng không còn trợ giúp Tiểu Phàm được nữa. Trương Tiểu Phàm chủ động lao lên, mục đích có lẽ là muốn tạo khoảng trống cho Lục Tuyết Kỳ rút lui. Hành động này làm cho lão ta tức giận, đây chính là đang xem thường lão mà. Lão ta nhanh chóng đẩy lùi nam chính, hai tên còn lại lập tức vây công, bị ba người đánh hội đồng. Tiểu Phàm nhanh chóng bị ăn hành và bị đánh rơi xuống vực. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy liền chủ động lao xuống giải cứu. Đám người Tăng Thư Thư nhìn thấy Tiểu Phàm gặp nguy hiểm liền phẫn nộ, hắn liền muốn liều mạng. Một mừng rớt xuống dưới vực, Lục Tuyết Kỳ cố gắng giữ tay Tiểu Phàm, vậy nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hai người cùng nhau rơi tự do xuống bên dưới. Nàng ta chỉ kịp tạo ra một cái cây giới, hy vọng sau khi tiếp đất thì thân thể sẽ không bị tàn nát. Ở phía những người còn lại, bọn họ nhanh chóng rơi vào thế hạ phòng. Tất cả vũ khí đều bị Niên Lão Đại áp chế, không có vũ khí thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, kèo này chắc chắn là thua. Vậy nhưng lúc đó, hai đạo công kích bí ẩn bất ngờ tấn công vào phiến đá từ Linh Uyên. Điều này làm Niên Lão Đại hoang mang, lão cho rằng đám người này còn viện trợ. Nhân cơ hội lão ta không để ý, tay họ liền sử dụng lục hợp kính phá giải áp chế trên vũ khí của mọi người. Sau đó, hắn và Tăng Thư Thư song kiếm hợp bích, đẩy lùi đám người Niên Lão Đại. Trong số 8 người thì bọn họ đã giết được 2 tên. Coi như là lấy một đổi hai, vẫn còn rất lời nên lão ta liền hạ lệnh rút lui. Tăng Thư Thư muốn đuổi theo và nhưng tay họ đã ngăn cản. Việc trước tiên là mau chóng đi tìm Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ. Rồi từ trên cao xuống, hai người vẫn toàn thấy, Trương Tiểu Phàm thì nằm bất tỉnh nhân sự, còn Lục Tuyết Kỳ thì vẫn còn gượng dậy được. Nàng thắc mắc, rốt cuộc đây là nơi nào? Rõ ràng đã rơi xuống dưới vực rồi mà, bên trên sao lại không có cửa hàng? Dưới này rốt cuộc có ảo diệu gì? Tại sao lại truyền tống hai người tới đây? Tiến lại kiểm tra thương thế của Tiểu Phàm, cậu ta bây giờ đã bị thương rất nặng. Tiếp tục như vậy sẽ có nguy hiểm, phải mau chóng rời khỏi đây. Vậy nhưng còn chưa kịp di chuyển thì xung quanh đã xuất hiện nhiều cái đầu lâu bay lơ lửng. Bọn chúng nhanh chóng tiến lại bao vây buộc cho Lục Tuyết Kỳ phản công kịch liệt. Những thứ này mãi không chịu dứt, nàng ta phải tạo ra một cái kết giới bảo vệ mình và Tiểu Phàm. Đáng tiếc là mấy cái đầu lâu này lại có thể hút lấy công lực. Cứ tiếp tục như vậy, trong mấy chốc nữa nàng ta sẽ ngã xuống. Nàng không ngờ rằng ngày hôm nay mình lại chết cùng chỗ với Trương Tiểu Phàm. Kết giới nhanh chóng bị đánh tan, mấy cái đầu lâu lập tức lao tới định làm thịt nam chính. Trong lúc nguy cấp đó, cây gậy thiêu hỏa côn bất ngờ có phản ứng, nó khống chế thân thể Trương Tiểu Phàm rồi bạo phát lực lượng giải cứu cho nam chính. Đám đầu lâu kia nhanh chóng bỏ chạy, điều này làm cho Lục Tuyết Kỳ cũng thắc mắc. Đột nhiên có một cành cây xuất hiện tấn công nàng từ phía sau, cũng may là kịp thời tránh né, nếu không thì đã nằm xuống rồi. Quay người nhìn lại, thứ vừa tấn công có bộ dạng như một cái cây. Bây giờ khí tức của nàng đã loạn, không còn sức chiến đấu nữa, cho nên quay sang phía Tiểu Phàm gọi cậu ta tỉnh dậy vậy nhưng không được. Lục Tuyết Kỳ quyết định liều chết tìm con đường sống, nàng dùng chút sức lực cuối cùng tấn công vào cái cây kia, vậy nhưng không có quá nhiều tác dụng. Ngược lại, còn khiến cho bản thân kiệt sức và bị khống chế. Trương Tiểu Phàm cũng bị nhành cây bế lên, đúng lúc bọn chúng đang hấp thu sinh mệnh thì nam chính đã tỉnh lại. Nhìn thấy sư tỷ gặp nguy hiểm, Trương Tiểu Phàm liền tức giận bộc phát thực lực để thoát ra, sau đó lao lên chiến đấu với cái cây kia. Nó liên tục tung nhánh cây đánh trả lại, vậy nhưng tất cả đều bị cậu hóa giải. Cậu nhảy lên trên rồi cắm mạnh vũ khí xuống dưới đầu nó tiễn nó về đất mẹ.
nguy hiểm đã được giải quyết. Trương Tiểu Phàm nhanh chóng tiến lại kiểm tra thương thế của sư tỷ, rồi giúp nàng ta trị thương. Trong lúc đang tập trung giúp mỹ nhân khôi phục thì một đóa hoa sen chẳng biết từ đâu bay lại gần. Bùm một cái, đóa hoa phát nổ, làm gián đoạn quá trình trị thương. Cũng may là Lục Tuyết Kỳ đã qua khỏi cơn nguy kịch. Ngay sau đó là giọng nói uyển chuyển vang lên và người lên tiếng nói chuyện chính là Bích Sao. Đúng là đời người không nơi nào là không tương phùng, nàng không ngờ đạo pháp của Trương Tiểu Phàm cũng rất khó. Trương Tiểu Phàm nhanh chóng nhận ra Bích Sao, cậu thắc mắc tại sao nàng ta cũng ở nơi này. Bích Sao cho biết, người tới nơi này đơn giản là vì tranh đoạt thứ đó của Tích Huyết Động. Trương Tiểu Phàm nghe vậy càng tò mò, cô hoàn toàn không biết Tích Huyết Động trong lời của nàng ta có ý nghĩa là gì. Bích Sao không tin là bọn họ lại không biết và cho rằng người của chính đạo thật là biết sao hồ đồ. Vậy nhưng nàng sẽ không để cho bọn họ tranh giành với mình. Ngoài sự có mặt của Bích Sao, thì Di U của nàng cũng đến. Bà ta nhanh chóng xuất chiêu định bắt sống hai người, đem về giao cho tông chủ định đoạt. Cả hai nhanh chóng ngăn cản, Di U định xuất thủ thêm lần nữa, vậy nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã bị cắt ngang. Một luồng khí màu đen bất ngờ xuất hiện, ẩn trong màn sương đó là một con yêu thú. Thân hình nó vô cùng khổng lồ, bộ dạng là một con mãng xà hung hãn. Nó lập tức há miệng đe dọa bốn người. Chẳng biết là con mãng xà này có ý tốt hay ý xấu thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Xin chào!